Thì giờ nó chín luôn. Chỉnh cho nó ngay đó. Này nó tự nó chống rung cho nên nó không đứng được. Rồi xong. Đây mời cả nhà ăn tôm. Quay cuối cùng quay dính cái tay lọc tôm rồi chứ thấy mặt. Thấy mặt. Quay dính cái tay lọc tôm. Đây là tuyệt vời, chúng ta được tôm là tuyệt vời. Ăn tôm nè. Cho nên cá kèo. Mà chị nói hết chị dành không trời. Nói hết là cho bà mua con tí. Để chút nữa nó khô queo à, sạch hết nước xuống để khô thịt nó ngon. Rồi. Mày là nói. Rồi.
ngon. Anh là mới đi đá cho. Thử nghe nào, thử mua. Rồi, ăn cơm đi. Đây, cơm. Quá ngon luôn. Cơm ngon mời bạn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, dịch lại đi. Cháu ăn cơm hả? Cơm đi. Ông ngoài cái nồi ra có hành xong á. Trời ơi, nó nhỏ không luôn. Nhỏ không? Đó là phần nữa. Hồi nãy cậu ba nói là tôi đây không. Tôi đây Tôi đây không chào bạn nữa. Thơm ngon mà bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ba, chừng nào con xong rồi đó, hình nhạc con có trai rồi. Cậu ba của con ngỡ cái vai của cậu ba xíu nha. Đây con mời nó. Trời ơi trai zombie. Trời ăn luôn bấm chai chết không. Dạ rồi qua tôi hằng. Ok vậy. Có khỏe ngay rồi nha. Gần gần ăn ý ý cô thôi. Nãy giờ không chịu vậy nha đó. Khó không. Ủa mà cũng bộ vậy đâu. Rồi đó hết trơn. Chị mua giá gốc. Cái mãi còn mua bình trà
bự bự hơn. Ở trà thì khô quá. Không biết ăn nữa. Ông bự. Đó có bao nhiêu rồi nha? Không có nhiều. Ông bự bự không nha. Ở chai rồi. Chai rồi. Đi ngồi đây nói nhiều nè. Không ăn nhà nhịn. Lột cho đứa đạt rồi, rồi chấm ăn. Ăn con cá. Tối người ta là nó ngọt. À, một câu gọi là nói nhiều. Tương phải tắm chưa ăn. Ta kiếm ăn không ra, mình có ăn mình chơi lên chơi xuống. Yeah.
tôm đi. Mày thấy được rồi. À, mày ăn chay vậy, ăn tôm đi, ăn chay gì. Lên lúc có lấy tủ mà vô không à, nó chả không à. Thôi, nắm kho không à. Ê, con ăn nhóc. Thế nữa. Ăn cái kèo mà. Thế nữa. Lúc ăn cái kèo thì nhấp cái kèo không con. Thế nữa. Xương mày ăn. Không có xương tự nhiên đâu. Thế nữa. Lỡ em được hết trơn à. Bỏ cái xương nhỏ gì đó cho em. Được rồi. Thế nữa. Thôi được rồi, ăn đi. Đồng trắng không biết đâu bằng mấy cái quà trắng không? Được. Đi xây rồi, đúng không? Được. Cho nó mình ăn không? Đó không có ăn cả. Còn có ký rồi nè, mua hết luôn. Ủa kìa, đi kiếm quá trời không có. Em vô tới chợ lớn em kiếm, chị đi xe buýt vô chợ lớn em kiếm, chẳng vô chợ Bến Thành luôn. Đó, về tìm. Dạ, chợ Bến Thành luôn, không có không? Chợ Bến Thành làm gì có. Ngày có thì không, nữa có. Đi kiếm chợ. Mua ngay mày nhảy nè, mua cái bào mày. Có cái cơm. Cỡ chợ cái cơm bèo không vô. Nó nói em vô Bến Thành luôn đi, hết chợ Bến Thành không có miếng cá kèo vậy. Em vô chợ lớn. Anh này lấy tôm anh đi. Em vô chợ lớn rồi. À, lấy ăn đi. Đó. Lấy có bán cái này mấy thằng chị bán đồ ưu niệm bán rồi. Ở đây là bên Bình Điền mới có. Mấy chợ đó mua nó lúc về lúc không. Có bữa rồi vào ngoài này cũng có đâu. Bà bảo là mắc quá bà không. Có không? Mắc quá bà không nhặt mà. Mai về mai bà lấy cái rưỡi bà nó còn hơn chút lấy không nữa không nó một cái nhiêu mà trăm mấy không ba trăm mà xí có ăn xong rồi con là ghé quay nè con là ghé quay nè bữa nay trẻ rồi đó nay cậu ba mấy ăn hai trăm mấy không mà hai trăm một con là ghé quay nè hai trăm một cái gì ghé quay tùy cá cá to cá nhỏ nữa cá bà này vừa thôi con ngay đó ngon ăn gì mỗi người nói ăn cái nào ăn gì. Nên gặp con trâu ăn vô như là ngồi. Mới ăn ngồi không ăn hả? Mà ăn này. Nhỏ này không chịu cơm. Bắt đâu có cái này đâu. Bắt đâu có cá kèo. Ừ, ta ăn. Cái này ăn một với canh chua, hai canh thơm mỡ. Cái diêu hầm cũng có. Ủa? Bà ngoại này ăn tới đâu rồi mua hả? Con ngắn của ăn luôn. Rắn rồi rắn là cái kèo mà rắn. Thôi được rồi, uống dài rồi mình uống nhiều. Bán đường cũng là đường học cái đường thiệt của mình nữa. Giờ vẫn mà giờ cái gì không ra chấm á cái gì á thì động gì á làm ra chớ cái con là cái mai cái này cà ba không có. Ăn đi không chịu ăn cơm không chịu ăn cá ăn thịt vừa rồi là con không ăn cá đâu cá thương con thì ăn hộn thôi xưa ngày đâu có mắc cổ luôn hai cái ngày con ngợ ngày quay con đó là đậu hổ ấy con đậu hổ hai ngày chả. Ăn mẹ không ngoại vô bắt bút thêm cho con hả? Con ngồi á. Con ơi. Ăn gì trời gì? Lên trời luôn. Lên bưng cái nồi kho này ra đây. Bưng nồi tủ lên đây ngoại. Biết không? Bưng nồi tủ ra đây giỡn. Nghe bà nhảy ngâu không biết. Vô bếp á, nhảy đi. Đi ra bưng cái nồi tủ ra đây ngoại. Nghe bà nhảy ngâu. Đi vô thử. Trên bếp á. Lấy dở nắp ra. Có lấy cái nồi cũng mới gới. Con dở nắp ra thấy nồi nào tủ người ta đây vậy. Dở ếch. Thôi giá thôi. Ăn thêm mấy tủ thôi. Cái kèo ngon này, cái kèo. Mai ăn. Mai nốt. Ở chỗ thắng nè, chưa thắng mấy.
cũng ngon, đỡ đỡ nhà mà ngon. Còn nhạt lắm phải không? Được rồi, vừa ăn. Ủa vừa ăn hả? Được rồi, mai nó sẽ ngon hơn, mai nó sẽ cứng hơn. Tìm một cái lửa nữa, nó cứng, nó săn mà nó bùi. Chảo lỏng để mai tính tắt lửa rồi, rồi đi ra đây nó khét. Nó kho kèo kèo mà mai. Mai thì cũng ngon rồi. Mua mọc, tích mỡ á, tấm tre tích mỡ lên. Để tích mỡ được ngon á, cho nó mỡ vô, con cá nó bóng lên. Nãy quê em á, nãy biết mình mua miếng mỡ rồi. Có nhà mẹ hay mua mỡ mà thắng để dành hai hết rồi. Nửa ký thắng để dành xài lâu lắm. Lấy cái tớp rồi xài hay là lấy cái mỡ đó, nước mỡ đó, chiên này kia rồi. À đúng rồi đó con. Mình mở cho mình coi, mình thấy cái nào tàu hủ rồi mình biết đó rồi. Đâu cần phải đừng đừng làm đổ, đừng sốc. Sốc cái văn đổ tùm lum. Được, có biết cái nồi canh nhỏ không? Được, nồi canh bùa đó. Ờ, bùa nồi canh nhỏ ở đây ngoài. Thôi, thôi, thôi. 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 Thôi, thôi, chơi chơi em gì em lần đầu chơi chơi cái gì vậy chơi chơi có ăn cái hạnh phúc rồi trời, có ăn hạnh phúc lắm rồi đó. Trời ơi, bữa nào biết gì muốn cái gì con ăn lắm đâu tại, tại sao con không ăn nem, tại sao con biết là có ăn là hạnh phúc mà bản thân con không ăn là sao? Tại bố cho ba nói nói chậm cho ba muốn nói với con ăn là hạnh phúc hả? Tại sao con chịu ăn? Biết có ăn là hạnh phúc mà không chịu ăn. Mày bấm không ngọn, cài ngu quả án kìa con. Mày nữa. Nè cái chén của bộ ngon cảm thấy nhộn. Rồi thầy cô gửi thì ra. Ăn ngỡ quá, ăn ngon lắm ngon. Thầy thầy thầy. Hai giờ trước rồi đâu mua được cái kẹo đâu, nãy mới có. Nó thường chua, nó lỏng, nó ngon, nó ngon. Lại chờ lại nữa hả? Không chữa gì hết. Bỏ hết rồi. Bỏ hết. Bỏ hết để anh đã ăn vậy tôi chưa có cơm nữa nè. Không có tàu á. Để tôi lạnh nó bị bỏ. Lấy hai phần cơm hết nè. Còn một phần cơm đó. Có tàu với mai đỡ tới miệng chợ. Mai mới cứ tao mở thì nó canh là ngon rồi. Tao mở nó canh ăn với cá kèo mà là hợp lắm. Giờ không vậy. Mỗi lần cho con nữa là không vậy. Bỏ bể lên. Ê, cố hẹn ơi. Bốt, khỏi ăn thịt. Bốt ngàn tôm để khỏi ăn thịt. Không, không ăn nữa. Em nghĩ mua uống gì nữa. Không ăn ngon. Rồi, em dẹp cho hết tôm. Không ăn ngon. Hai nước ăn có hai người xung với ai nữa. Cái ghế này rồi. Chị chạm mà. Nó là chuyện như thế nào kia đây. Thôi, đợi con. Không. Ok. Tốt. Nhả không? Thôi tới gần ngày con bún nướng con. Anh Trang đừng về đồ kho này không nhớ không? Đầy đủ chất đạm. Ngắm nè. Ui. Chả không? Ăn như sang lắm rồi đó. Có biết cậu về là đâu có mua đâu. Mua rồi mới giờ thấy cái tin nhắn. Con. Cái là bạn ấy ăn. Con biết cậu về rồi. Con ngồi xuống xuống hôn. Anh chụp ngay cho nó nhiều dưỡng. Ở nhà cứ ăn chùm hay vài bữa ăn làm nhà bếp rồi món ai thì bò ngót mà rồi hả rau lan rồi nãy kia cái bữa mấy bữa ăn chay 4 ngày ăn chay xong ăn gì chờ thôi không say sẩm à bữa đó ăn chấm chùm hay hôm qua mới chạm được hôm qua mới chạm được ăn chả một lần ăn con ở đây tao nói là đủ cái cơm ở đây không ăn còn Lem ăn con nè thôi không ăn nào không ăn nào không ăn không ăn không ăn mới nữa có ăn hạnh phúc cũng ăn. Trời ơi, bằng nhau, tôi sợ con cũng rồi. Trời tôm đúng rồi, trời mấy trăm ngàn tí á. Mày ăn cái con đi, không ăn nhau. Nhà nó không chịu ăn, con ra mặt nó ăn. Con chỉ hết ăn hẹn thôi à. Điệp. Con chỉ hết ăn hẹn thôi. Con cũng không có ăn gì nhá. Lúc kinh nghiệm đâu dám để dành một cái gì nữa. Tội mình bởi vô đó, không biết mình đọc. Đọc á, bữa nó hạnh cả hai nhà trời luôn, mới nhớ rồi. Đọc. Ê. Trời ơi. Ngon nó bởi. Ừ, bởi vậy. Mày nấu vô mà sao lắm mày mới để. Hôm bữa mua mua con là tôm. Cánh gà đùa mình phải nấu trong chưa nó. Cái thịt cái gà đùa bỏ rẹt.
bỡ rẹt là ăn thử chút xíu, trời ơi, giống như làm một việc thiệt thiệt là công nghiệp cũng vậy đó, giống như là ai cho mượn nghe nhìn hoài không mốt được mua gì thằng nào mua gà thả bộ ăn rồi làm quậy là mất. Ở đâu vậy đó? Tôi lấy cái chén tánh không có thịt, nó xé có chút xíu xương. Dạ, anh. Mình lên thử coi, trời ơi, một bỡ rẹp mà giống như bột vậy á. Thì nói gì cho khán giả không hiểu. Sao quay qua cầu kia chứ ai vậy? Để xa xa ra để gần với tôi thấy. Ây, quá hạnh. Bây giờ bữa đó thất bại. Gà rán. Sao mà nói cái nút? Gà gì rán không biết không? Dạ. Quá trời dở. Đâu gà rán mày mua nó là gà công nghiệp mày dở rồi nè. Ông ngoại mua cánh với đại đùi á. Giờ trời ơi, mẹ không có ăn. Mà lâu lâu tự nhiên muốn cho mấy nhỏ này ăn làm thử coi. Rồi, đây đây. Cái cô này chứ tại ai? Ngầu đâu ngầu gì đâu. Ngầu quay nè. Nó chảy miếng rồi. Nó chảy miếng rồi. Nếu ơi. Mày bỏ vậy. Nó không, ngoại ơi con nghe thả nó ngồi nó coi béo của cậu ba mà nó muốn chạy vòng vòng nội nó nói ra vậy, nó thèm cái đồ ăn khoai tây với gà đá, ổng cũng đi mua khoai tây rồi về cũng làm nhưng mà nó thịt gà nó quá tệ đó. Nhưng mà tụi nó trời, nó ngày đó biết con biết không, người lớn mình biết sợ nó một thịt gà nó bỏ rét giống như bột luôn, quay qua ngoài vậy không có chuyện gì hết. À xin quay mua xin ăn cái quay nè, ăn cái này lấy quay của cậu ba đừng có quay bộ. Hết rồi. Bà đang mệt, mặt bò nhăn nhăn, đừng quay. Ngày nào bà ngoại cũng nhăn vậy quầy. Nhăn nhăn, cũng ngó nhăn nhăn. Nói, cá kèo kho tiêu. Cá kèo kho tiêu. Ai? Ngàn... Không, ai ngàn cô ngàn nha. Ngồi cơm. Ngồi cô. Đây là đồ chai nè. Đây này chiên ăn gì? Nói cho anh em. Đây là ngồi chai. Để đàng hoàng, để coi đàng hoàng. Đây là ngồi chai. Đồ chai kho. Đây là cá. Đồ chai kho. Nhà chá, nhà cô. Đây là chém muối tiêu, chấm gần hết rồi. Bên này hết luôn rồi. Sống hết. Em ở đây nè. Đó. Cho bà dét, mày ăn đây nè. Còn có cái hói kìa trời ơi. Cái chi chi của bà ngoại hơ rồi, nè ông ngoại cũng còn ngọng nữa. Đi quay cây bông cây hoa kìa, đây là cái bậc hà, đây là cái bông nè, cái này cái gì, cái bông sen nè, bông vàng, bông cúc. Đâu ơi, sao ngày, cái nhà ngày ngày ngói kìa đúng, trời ơi coi nào, há ngã người ta quay xỉn luôn. Trời ơi, cái gì. À, xin quay ngọc xiết, cây nhớ người nhé. Lem, lấy cái nồi chai này đây bà ngoại, thôi mày cầm cái đó mày đừng lấy nữa đi. Ngon ngái gì luôn. Đâu mà, đổ mày vô chúng nồi chai đi. Ai nào. Ăn được thêm nửa chén cơm nữa. Cậu ăn rồi chưa vậy? Ấm ăn rồi đó. Hello, xin chào người nơi. Cui nơi không đời bà ngỡ người cui ăn gì năm 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 năm. Đang xuống quan nha. Mẹ ơi con gì, thằng ở quê không có ai trái nào, thằng trong chiếc khóc ồn ào. Đúng rồi, nhắm không nốt. Chứ hai thấy nhắm rồi đó.
Ai này cặp ba nghe con Diệp Hải nha. Quyết mà con. Cái anh lại quay nữa là sao? Xin chào nghe cặp ba. Xin chào nghe. Chào là lem là lúc. Cặp ba ngủ nha. Nhìn cái bọn Sơn ấy. Ông Hoài Hiệp có cái bọn bờ. Đó. Trời nó ngào. Trời sao cái nhặn ngăn ngăn con ngó gì. Chất đợt, khỏe tiêu hóa, khỏe đề kháng. Nhớ ăn sữa chua với mì mỗi ngày nhé. Kệ cò, hay đâu ngủ? Em khô à. Trời ơi con, ăn hè rồi nữa. Vậy qua chị hai hát con câu ca như nè. Dạ. Hello các bạn nha, đây là nhà mình. Hello các bạn. Nào. Đừng. Em quay. Hello. Trời đông ai về đây sáng ca ngờ. Không nói không nhạc nhạc. Em gì chị đừng. Ăn. Để quay à. Em trình ăn bao ngày liên hê. Giờ con nghe. Có gì con nghe. Ăn gà không chi. Ăn gà nghe bốn e. Chào mừng các bạn đã đến với Sống Vlog. Nếu các bạn thấy chị mình hát hay thì hãy cho một like nha. Ngày có yên người vậy chứ. Hello. Cái người mày lời ra, nóng rồi trời, con muốn bay cái nào ai. Không sao đâu. Quá chị không đó? Dạ có. Đẹp quá chồng nhau. Chơi tiếp đi. Dạ ngủ này. Đừng. Hello các bạn nha. Đang ngủ à ngại. Hát đi. Chị hai mình hát bài. Giờ hai mình hát bài Sao Trời Làm Gió nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like nha. Đồng, chị quay nhiều rồi. Chị kêu em quay chị thì em quay chị. Hát đi, hát đi. Quỷ nhãn khuy khơ ngồi
Đi xuống ghi em ngay cỏ chờ ngay. Người hay phương ngưỡng ngọn trong ngày nghe chân nghe ngay. Hôm nay không quay chị coi hoài, em còn quay chỗ khác nữa chứ. Tí em quay nữa. Tiếp lại đó em quay nữa hả? Hồi hiếp bơ ngon rồi. Hello các bạn đi. Có ngày anh không thấy gì cũng nhớ. Hello. Sợ chơi trắng không thấy nhầm nơi. Được rồi. Vậy còn hiếp hơ nghe nhìn nhé. Quả chờ ngay nắng u sầu. Chào chào ngơ ngơ người ăn ngơ người. Trời nào chị mình chơi phê pha quá 160 độ. Chị mình chơi phê pha quá 160 độ. Đâu ngứa đâu đâu nào. Thấy gì mình hát hay không các bạn? Hello guys, hello. Ngày nắng ô sầu, trong trong nương chơi người ăn nhớ người. Nếu các bạn thấy gì mình hát hay thì hãy cho một like và đăng ký nha. Chỉ cầm quay em một cái thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và bấm chuông ở bên dưới nha. Bye bye. Rồi em quay cho em quay cho. Ôi, coi đi. Em coi đi. Không nghĩ cho nha. Em quay. Thôi. Em quay chị. Thôi. Em quay. Em quay cho. Không có gì. Em quay chị. Thôi. Em quay. Em quay chị. Em quay cho. Em quay không thấy thằng thần. Em quay. Em quay thấy thằng thần. Hai quay xí. Nghe trong sở con chính phủ nghi bước đi. Hát hay. Nghe e cho kì. Ngỗ ngơ ăn gà bố. Đồng nhân hứa không thấy ăn
Nhảy đi, đứng ở đây nhảy đi, nhảy. Đứng xa ra mới thấy. Xa ra nữa mới thấy cái mình chị. Ra nữa. Đừng có khỉ. Nhảy á, nhảy á. Mọi người ơi, hôm nay mình ăn cua ngon lắm đó. Mọi người có muốn ăn thì mua về ăn đi nha. Thấy chị mình hát hay thì hãy cho một like, subscribe, đăng ký nha. Đó là mặt nạ của mình đó. Mấy bạn nhớ coi xong rồi hãy đăng ký cho kênh Sống Vlog nha. Đây là bàn để tối mình học. Mình học lớp 2 rồi nha. Quay giùm em này cái coi. Hello các bạn, mình sẽ gửi đến các bạn Sống Vlog. Các bạn nhớ đi học về rồi con nha. Mình học lớp 2 rồi các bạn không nhớ. Rồi không sao đâu bà con. Rồi để em quay chị. Rồi không sao không phải là. Khoan chưa nói lại ơi. Khoan sao? chưa nói. Nên không sao. Các bạn đừng có cầm giờ. Các bạn ơi, mình hát hay lắm đó nhưng mà mấy bài này mình không hát được. Mình chỉ hát được mấy bài. Thôi nghe coi đi. Các bạn làm bài nha. Bye bye. Thôi em không còn đâu. Em đi theo chị con. Em khử quay cái này nha. Để em giúp. Không có ai hết nha các bạn. Phòng này là phòng mình với bà ngoại với chị mình ngủ. Đây là cậu ba. Đây chị hai. Ao bà ngoại. Quay tôm kho tàu nói coi. Tôm kho tàu nha các bạn. Nói coi. Đem. Hồi nãy con đây là tôm kho tàu này nha. Nói coi tôm kho tàu. Con không cào nghề biết gì bà. À, quý vị. Quý vị. Quý vị là con tôm kho tàu này. Tôm kho tàu. Thầy ngãi con. Có tay vô chưa? Hồi nãy con hằng quay con hát cái câu ca đó bà ngoại hàng ngày đây. Thằng cũng quay có hát cái câu kem đó hàng ngày đây. Ngày quay kêu em quay. Thơm quá thơm, tôm kho tàu quá thơm. Thơm quá. Cái đèn đèn đó là gì em ngoài? Là nó chưa chín. Để lát nó chín lên là nó sẽ đỏ hết. Nói đi, tôm kho tàu. Tôm kho tàu nha. Cô không kho tàu. Quay lên đỏ ao nè, hết đen rồi nè ha. Không chỗ nào nó sống thì nó đen, chỗ nào nó chín thì nó đỏ hết. Sắp chín rồi. Cho nó thấm một miếng là xong. Quay hay quay coi luôn. Thôi quay vô đây. Quay đừng lấy thôi, quay nha con. Quay. Nó tôm kho tàu. Cô Hân chào. Nó đàng hoàng không thấy tôm. Cô Hân chào. Không thấy. Rồi. Tôm kho tàu. Cô Hân chào nghe, cô Hân chào nghe, mình không phải ăn con không nha. Mình không thích ăn tôm thì thôi, mình đi ra chỗ khác. Không thích ăn tôm, quay tôm chi. Ông quay tôm coi. Không. Nhảy cái một bài coi.
Các bạn ơi, hello, chị mình làm siết nha, y chang con chó con mèo luôn. Còn đây là mình đang coi Phú Phù. Khoan khoan khoan, để đâu quay mặt em đang coi Phú Phù cái này. Rồi chị tiếp không coi nè, em tắt nha. Ôi, được cái trắng. Thôi trắng đi ha. Để giờ mà mày để ngăn đá là ok. Cái này có ba ngày chơi nha. Xin chào. Xin chào quý khán giả. Cả ba chơi nha, con chơi coi đi. Mẹ coi cho nó chín đi, xong rồi thực ra giờ lấy để đông đá cũng được, không cần thấm nữa đâu. Về ổng hâm lại thấm. Cho ông nhiều nhiều đi. Chứ nhà ăn cũng có hết đâu, giờ ông về để mua tiếp. Mà mua cũng hên xui lắm, bữa bà có, bữa thực ra nó bữa nào cũng có hết á, nhưng mà mắc quá là bà sợ bán được, bà không có nhập. Ra cái chợ mà chợ đầu mối á, có hết. Ông cà ba ơi, sao quay cà ba ngay? Tôi quay hư luôn bạn nha. Đây. Xin chào các bạn. Cà ba, chạy gần cà ba. Đừng có bấm cái này vô. À, cà ba chạy gần cà ba cái nhà ngân gì vậy? Nó có ấy không? Cà ba chàng ngọc cà ba ơi, cà ba chàng ngọc cà ba ngắn ngắn nhỉ nhán rồi từ nãy hồi nãy con ba thấy không nãy con ba nhìn nháy con hắn luôn á, em ba nhìn nháy con hắn luôn á. Cả ba biết chơi nghe không cả ba? Chơi nghe nhiều hoài lắm biết không? Ngày cả ba biết chơi nhiều hoài không cả ba? Cái cả ba không biết không? Hello xin chào ngài này. Bây giờ sao quay được xa xa rồi mới quay được. Cả ba. Ngày mai còn làm việc quá trời, còn in tài liệu chứ in nữa. Định về hôm qua nhưng mà xe hư cũng đâu về cho đâu. Ra hỏi ông sửa xe, ông nói thôi ông cho mượn xe chạy. Hôm nay mới về chứ không là về hôm qua rồi. Hôm nay còn in tài liệu. Trời ơi. Nó tự động nè, tự dễ chuyển. Tí ăn cơm đi cho kèo rồi. Con quay con hát trên cầm tay em đúng cậu ba. Cậu ba ăn cái gì ngõ kìa cậu ba, chiến không vậy? Con làm cái gì à? Con với lò lút. Hai đứa làm okay. Con ăn dâu đúng không? Dâu làm đồ kiến không? Ok. Chỉ có ai ăn cái gì ngoài hai đứa đâu. Đẻ lung tung quá nhỉ. Ha. Đẻ lung tung nó gãy á. Đó. Ở sao có quay con không vậy? Nó không chịu quay con hả? Bấm ba cái nó quay ra. Rồi. Cho. Cuối cùng cũng quay. Chừng nào nhỏ con nó quay như quê nó cả ba. Nhà quê nghĩ sai nhà. Nhà con đâu có biết sai nhà đâu. Nhà ngoại bắt con nghe. Sai nè, không biết sai.
nhỏ nhỏ. Nóng hổi luôn á. Ôi trời, đừng có bé nữa. Đừng coi. Nổi sống. Tí em làm lại cho. Bé cho nè. Hello các bạn, mình ngủ nha. Ôi, nó nghe luôn nha. Chưa xong. Đó, đem quay cái. Đừng. Em quay chị nè. Hello các bạn, cái nách của bà chị Hai nè. Ngay coi. Ôi, vậy đúng rồi. Làm chút. Đừng có xây nữa. Nóng nương ơi. Quay quay em cái này. Ê bạn ơi, mình ngủ nha, tí nữa mình còn đi học nữa. Nghe trong chiên con. Các bạn ơi, mình ngủ nha, tí nữa mình còn đi học nữa. Quay đi ra khùng. Chiên cô ăn. Ôi. Em nói vậy mà. Các bạn ơi, hai chị em mình hơi cãi nhau một chút. Tạm biệt các bạn. Tích gì nữa. Cái con chim gì đó. Mở coi. Mở. Em mở. Nghĩ chưa. Em mở coi. Em mở. Em không có say nữa. Em mở coi. Mở. Không. Mở. Đấy mở, mở lần cuối thôi. Em là để mình chút nha các bạn. Khoan, em chưa mượn xong. Đừng, em chưa mượn xong. Biết gì? Em chưa mượn xong. Thế ta. Ăn ngủ. Ha. Đã.